Hello nhà thôi mọi người nhé. Thì mai thì mình có dịp đi qua Kim Đường. Kim Đường là một xã thuộc huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội, nước Việt Nam, nằm ở vùng đồng bằng sông Hồng, có diện tích 8,52 km² với dân số năm 212, tổng cộng 6.283 người. Xã có mệnh chính là 10411. Về địa lý, xã Kim Đường nằm ở phía nam Ứng Hòa, có vị trí địa lý như sau: phía bắc giáp xã Minh Đức, phía nam giáp xã Đại Cường và xã Đông Lỗ, phía tây giáp xã Trầm Lộng và xã Đại Hùng, phía đông giáp sông Nhuệ. Về hành chính, xã Kim Đường được chia thành 5 thôn: Tu Lễ, Mãn Xoan, Cung Thuế, Kim Bồng, Phượng Viền. Về lịch sử, xã Kim Đường trước có tên là xã Ngũ Lão. Về giáo dục, hiện nay xã có một trường cấp 2, một trường cấp 1 và các lớp học được dạy ở đình làng. Các làng đều có trường mẫu giáo, nhà trẻ trên địa bàn. Về giao thông, Kim Đường là xã có dự án đường trục phía Nam Hà Nội đi qua. Hiện nay các tuyến đường giao thông liên thôn, liên xã đều được trải nhựa hoặc bê tông nhựa. Các trục đường ra đồng đều được đổ bê tông hoặc đổ đá cấp phối. Về điện lưới, 100% các hộ gia đình đều được sử dụng điện phục vụ cho sinh hoạt và sản xuất.